6 cái lỗi cơ bản của máy may gia đình Rohde đời mới có màn hình điện tử như thế này. Thì nó sẽ hiển thị từ E1 tới E6 trên màn hình. Đây là những cái lỗi cơ bản thì mình có thể tự xử lý được. Có thể thôi nha, vẫn có một số lỗi mình sẽ không tự xử lý được, phải cần thợ. Thì cái lỗi trước tiên là lỗi E1, tức là lỗi mình nâng chân vịt mà bấm may. Nó sẽ báo liền E1. Đây là một cái lỗi rất an toàn cho máy, khi hạ dương dịch thì máy may được bình thường. Còn cái lỗi E2 chính là cái lỗi mà chúng ta khi làm khuy, khi mà chúng ta sử dụng chức năng khuy, chúng ta kéo cái cần này xuống, và khi trả lại cái chức năng may chúng ta quên kéo lên, thì chúng ta bấm, nó sẽ báo E2. Chúng ta chỉ việc đơn giản đẩy cái cần khuy lên và bấm là nó sẽ chạy lại bình thường thôi. Rồi còn cái lỗi thứ ba là cái lỗi E3, thì nó là một cái lỗi của cái mẫu khuy. Đây chúng ta chọn qua 17 đó, và chúng ta quên kéo cái cần khuy này xuống thì chúng ta bấm chạy. Đây mình chưa nói đến việc gắn chân vịt khuy tự động nha đó. Mình quên kéo cái cần khuy này xuống bấm thì nó đã báo lỗi E3 rồi. Chúng ta chỉ việc gắn chân vịt khuy và kéo cái cần khuy xuống là ok. Còn cái lỗi E4, đây có lẽ là một cái lỗi mà khó nhất, khó có thể xảy ra nhất và cũng là khó xử lý nhất. Đó là cái lỗi mà cái công tắc phía đánh suốt. Cái này nó khó xảy ra lắm. Một cái máy bình thường như vậy sẽ không có xảy ra được. Chúng ta gạt qua đánh suốt thì chúng ta bấm may thì nó sẽ chạy cái đánh suốt, nó không có báo lỗi gì hết. Nhưng khi mà chúng ta gạt lại thì trong đây cái công tắc á, nhiều khi nó sẽ bị không có hoạt động cái công tắc, nó bị dính cái công tắc lại. Thì khi chúng ta bấm nó sẽ may nhưng mà nó vẫn ở cái chế độ đánh suốt thì nó sẽ báo E4. Thì ở đây mình sẽ không hiển thị cái lỗi E4 cho mọi người thấy được. Khi mà mọi người thấy cái lỗi E4 thì mọi người chỉ việc gạt cái đánh suốt này qua lại nhiều lần. Còn nếu mà không được thì chúng ta phải nhờ thợ mở máy ra kiểm tra lại cái công tắc phần đánh suốt. Đó là cái lỗi E4 là lỗi khó xử lý nhất của máy này. Và một cái lỗi kế tiếp của máy là lỗi E5. Thì lỗi này rất là nhiều người mắc phải nó luôn. Đó là một cái lỗi là chúng ta kết nối bàn ga vào máy. Đây là cái bàn ga jack phone zin của máy. Chúng ta cắm vào. Sau khi kết nối thì chúng ta lại không đạp bàn ga mà chúng ta bấm nút may thì nó sẽ báo liền E5. Cái này đơn giản là chúng ta đạp bàn ga là nó sẽ chạy thôi. Và có một cái thú vị nữa là khi mình hướng dẫn nhiều người á, kêu cắm bàn ga em đạp nó vẫn chạy nè. Đó. Nhưng mà do cái người này coi video là đánh suốt là phải bấm, thành ra khi gạt đánh suốt vô lại không đạp bàn ga, đạp bàn ga thì nó chạy nhưng mà vẫn bấm là vẫn báo lỗi E5 nha. Ok. Lỗi E5 này thì rất là đơn giản, đó chỉ do mình thao tác sai thôi. Còn có một cái lỗi kế tiếp là lỗi E6. Thì lỗi này là lỗi nặng máy nha. Mình sẽ tắt máy mở lại. Khi mà mình may nó sẽ bị rối chỉ, nó vướng, nó cứng máy. Nó rối chỉ, nó cứng máy. Ví dụ như mình để tốc độ chậm này, mình sẽ bấm may tốc độ chậm để thử cái lỗi cứng máy kẹt chỉ, lỗi E6. Đây, mình không khuyến khích các bạn làm theo mình nha. Cái này mình chỉ thử lỗi thôi. Mình sẽ giữ vô lăng chặt lại, giống như là bị kẹt chỉ cứng vậy đó. Đó, nó sẽ báo E6 là khi này chúng ta đã bị kẹt chỉ cứng máy rồi. Thì nếu mà kẹt chỉ thì chúng ta chỉ việc tháo ở dưới đây ra để lấy chỉ rối ra sao cho máy xoay nhẹ nhàng và tắt máy mở lại. Rồi ok nha. Còn nếu mà chúng ta đã tháo hết chỉ rồi mà xoay máy vẫn nặng á, thì cái này chúng ta cần kiếm một người thợ rành về máy này tháo ra để làm nhẹ lại những cái chi tiết ở bên trong. Đó là 6 lỗi cơ bản của máy may Rohde đời mới có màn hình như thế này. Các bạn trong quá trình sử dụng mà gặp một cái lỗi nào đó khác thường lạ hơn á, thì các bạn có thể quay video gửi cho mình xem và mình sẽ tìm hiểu và hướng dẫn cho các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.